Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất. Thưa quý vị, Kiev sẽ cạn tiền trong vòng vài tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp kinh tế đau đớn để duy trì hoạt động của chính phủ nếu viện trợ từ Mỹ hoặc EU không được thực hiện. Mỹ và EU, những nhà ủng hộ tài chính lớn nhất cho Ukraine, đã cam kết với Kiev hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính và quân sự mới. Tuy nhiên, cam kết của cả hai đã bị hủy bỏ do tranh cãi nội bộ ở Washington và Brussels. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shai cho biết hôm 22 tháng 1 rằng, mặc dù hiện tại Mỹ không thể cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine, nhưng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó. Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng của khoảng 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Cuộc họp diễn ra trực tuyến do ông Austin đang hồi phục tại nhà sau những biến chứng của việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Mỹ mong muốn tìm kiếm các đồng minh, kêu gọi các nước tiếp tục gửi đạn dược và tên lửa cho Ukraine đối phó Nga. Lầu Năm Góc đã công bố hỗ trợ an ninh lần gần nhất cho Ukraine vào ngày 27 tháng 12, gói viện trợ trị giá 250 triệu đô la Mỹ, bao gồm đạn 155mm, tên lửa phòng không Stinger và các mặt hàng có nhu cầu cao khác được lấy từ kho dự trữ hiện có của Mỹ. Mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, viện trợ quân sự dành cho Ukraine đang tạm dừng khi gói ngân sách bổ sung chưa được thông qua. Mỹ không thể cung cấp thêm đạn dược kể từ đó, vì tiền bổ sung cho các kho dự trữ đã cạn và Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt thêm vốn. Hơn 110 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho cả Ukraine và Israel đang bị đình trệ do những bất đồng giữa Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng về các ưu tiên chính sách, bao gồm cả việc tăng cường an ninh cho biên giới Mỹ-Mexico. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 44,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Khoảng 23,6 tỷ đô la Mỹ trong số đó được lấy từ kho dự trữ quân sự hiện có và gần 19 tỷ đô la Mỹ được gửi dưới dạng hợp đồng quân sự dài hạn. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp thêm 1,7 tỷ đô la Mỹ dưới hình thức tài trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine. Đại tá Matthew O'Donnell, phát ngôn viên của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, Mỹ và khoảng 30 đối tác quốc tế cũng đang tiếp tục huấn luyện lực lượng Ukraine. Đến nay, nhóm này đã huấn luyện tổng cộng 118.000 binh sĩ Ukraine tại các địa điểm trên khắp thế giới. Mỹ đã huấn luyện khoảng 18.000 binh lính Ukraine, trong đó có khoảng 16.300 binh sĩ ở Đức. Tờ Wall Street Journal ngày 22 tháng 1 dẫn lời các nhà kinh tế và quan chức Ukraine cho biết, Kiev sẽ cạn tiền trong vòng vài tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp kinh tế đau đớn để duy trì hoạt động của chính phủ nếu viện trợ từ Mỹ hoặc EU không được thực hiện. Mỹ và EU, những nhà ủng hộ tài chính lớn nhất cho Ukraine, đã cam kết với Kiev hàng tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự mới. Tuy nhiên, cam kết của cả hai đã bị hủy bỏ do tranh cãi nội bộ ở Washington và Brussels. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị khẳng định những gói viện trợ đó cuối cùng sẽ được thông qua, thì thời điểm là rất quan trọng đối với Ukraine. Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, thấp hơn một chút so với mức thiếu hụt của năm 2023. Nguồn tài trợ từ Mỹ và EU dự kiến sẽ bù đắp khoảng 30 tỷ đô la Mỹ trong số đó. Số tiền này cần thiết để duy trì hoạt động của chính phủ và được sử dụng để trả lương, lương hưu và trợ cấp cho người dân. Sau cuộc gặp với Tổng thống Biden gần đây, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer bày tỏ sự lạc quan về dự luật mà người đứng đầu Nhà Trắng đề xuất sẽ kết hợp an ninh biên giới với viện trợ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gọi cuộc họp là hiệu quả. Theo Bộ Tài chính Ukraine, Kiev đã áp dụng thuế bất ngờ đối với các ngân hàng, phân bổ lại một số khoản thu từ thuế và tăng cường vay trong nước để trang trải chi tiêu ngân sách cho đến tháng 2 năm nay. Thứ trưởng Tài chính Ukraine Olga Zykova cho biết, những biện pháp này có tác dụng hạn chế, tất cả các đối tác của chúng tôi đều có chung cảm giác cấp bách để có thêm nguồn tài trợ. Chính phủ Ukraine có thể buộc phải thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo ngân sách nếu viện trợ không đến nhanh chóng. Việc trì hoãn các gói viện trợ quân sự cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào nỗ lực trên chiến trường của Ukraine, vốn đã bị đình trệ sau đợt phản công thất bại. Khi đó, Kiev có thể tự trang trải thêm vài tháng bằng cách trì hoãn trả lương hoặc thậm chí là vay thêm từ các ngân hàng của mình và các nhà đầu tư trong nước. Cuối cùng, Ukraine có thể bị buộc phải in tiền, một chiến lược đã gây ra sự sụp đổ kinh tế ở các quốc gia như Venezuela. Ukraine cũng lo ngại rằng những thất bại gần đây báo hiệu nhiều rắc rối phía trước. Các cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế đã bắt đầu tập trung vào việc làm thế nào Ukraine có thể đạt được khả năng tự chủ về tài chính khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba. Duy trì nền kinh tế ổn định sẽ củng cố khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine. Nền kinh tế lớn hơn nhiều của Nga đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng đã phục hồi trở lại sau khi Moscow tìm được khách hàng mới cho dầu mỏ và tập trung nguồn lực trong nước và sản xuất quân sự.
Olena Bilan, nhà kinh tế trưởng tại Dragon Capital, một ngân hàng đầu tư Ukraine cho biết, nếu không có sự ổn định kinh tế, việc chiến đấu với một quốc gia lớn hơn Ukraine và có nhiều nguồn lực hơn sẽ rất khó khăn. Nếu ngân sách không đủ để trả lương hưu và tiền lương, thì lấy đâu ra tiền để mua đạn dược? Một số nhà kinh tế Ukraine ngần ngại dự đoán Ukraine có thể tiếp tục không có viện trợ nước ngoài trong bao lâu vì lo ngại điều đó có thể làm giảm tính cấp thiết hơn nữa giữa các đối tác phương Tây. Natalia Sapovan, người đứng đầu Viện KSE, một tổ chức tư vấn tại trường kinh tế Kiev cho biết, từ vị trí của chúng tôi ở Ukraine, chúng tôi phải tránh xây dựng những kịch bản tốt đẹp về cách Ukraine có thể tồn tại. Nếu không, chúng tôi sẽ không có gì nhận được trong 3 tháng. Những lo ngại về sự ổn định tài chính của Ukraine đã đè nặng lên đồng tiền quốc gia, hryvnia. Ngân hàng trung ương nước này đã chi dòng 3,6 tỷ đô la Mỹ trong tháng 12 vừa qua để hỗ trợ tiền tệ, mức can thiệp hàng tháng lớn nhất kể từ những ngày đầu cuộc xung đột. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và EU cùng nhau chịu trách nhiệm về khoảng 70% số viện trợ tài chính mà Ukraine đã nhận được. Ukraine nghĩ rằng họ sẽ nhận được nguồn tài chính mới từ hai đối tác này vào đầu năm nay. Thay vào đó, gói viện trợ của EU trị giá 50 tỷ euro, khoảng 55 tỷ đô la Mỹ cho 4 năm, đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chặn lại. Các chính trị gia EU hy vọng hội nghị thượng đỉnh ngày 1 tháng 2 tới tại Bruxelles sẽ mang lại bước đột phá. Các quan chức EU cũng bắt đầu làm việc riêng trong tuần này với một kế hoạch mới nhằm cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đang tìm cách thay đổi chính sách biên giới của Mỹ, đã chặn gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine. Tuần trước, Nhà Trắng ra tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề nhập cư để giải phóng viện trợ cho Ukraine và Israel. Nhưng một thỏa thuận đang được soạn thảo tại Thượng viện tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn ở Quốc hội khi các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đưa ra những yêu cầu cứng rắn hơn. Nỗ lực mới nhất của EU nhằm tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine được đưa ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 12 năm 2023 phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro. Hungary đang mâu thuẫn với Bruxelles về việc đóng băng hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Budapest. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Theo Wall Street Journal, kế hoạch mới này sẽ liên quan đến việc thành lập một quỹ trị giá 20 tỷ euro trên toàn EU, được sử dụng để hoàn trả cho từng quốc gia thành viên cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm đạn dược, máy bay không người lái và tên lửa. Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một kế hoạch dự thảo được lưu hành vào hôm 19 tháng 1, rằng quỹ này sẽ tiếp nhận tài sản trị giá 6,5 tỷ euro từ Cơ sở Hòa bình châu Âu EPF, công cụ ngoài ngân sách của EU để bồi thường cho các thành viên của mình vì đã cung cấp viện trợ cho Ukraine. Theo sáng kiến được đề xuất, quỹ sẽ nhận được tới 5 tỷ euro mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2027. Bài báo cho biết tất cả số tiền thừa sẽ được sử dụng để trang trải chi phí cho chương trình huấn luyện quân sự của EU dành cho Ukraine. Các quan chức EU ước tính rằng cơ chế mới có thể cho phép khoản bồi thường trị giá khoảng 7,5 tỷ euro chỉ riêng cho các quốc gia thành viên trong năm nay. Wall Street Journal cảnh báo rằng một nhược điểm chính của kế hoạch này là cần có sự ủng hộ nhất trí từ các thành viên EU. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ cho phép các quốc gia nhỏ hơn tập hợp nguồn lực của mình để hỗ trợ Ukraine, cũng như loại bỏ nhu cầu về những đợt viện trợ thường xuyên, thường bị Hungary ngăn cản, quốc gia vốn luôn chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Các cuộc thảo luận chính thức về vấn đề trên dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tuần này. Trong đó, kế hoạch có thể sẽ là một nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU vào ngày 1 tháng 2. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.